Rất nhiều bạn mong muốn sở hữu một làn da trắng sáng, bởi khi đó chúng ta sẽ trẻ trung hơn và tự tin hơn. Tuy nhiên bạn cần nhớ rằng để làm trắng da chúng ta sẽ cần phải an toàn và khoa học, và hơn nữa làm sao cần phải duy trì được cái trạng thái ổn định và trắng sáng đó của làn da một cách lâu bền nhất. Vì vậy qua video ngày hôm nay, Hương sẽ tiết lộ đến bạn cách làm trắng da tại nhà bằng 4 bước vô cùng đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện được. Tuy nhiên trước khi bước vào phần chính của video ngày hôm nay, Hương rất hy vọng rằng bạn sẽ dành một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới để hàng ngày chúng ta sẽ được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Bước đầu tiên trong việc làm trắng da tại nhà đó chính là học cách bôi thoa, kem chống nắng và bảo vệ làn da. Có thể rất nhiều bạn nghĩ rằng là để làm trắng da chúng ta sẽ cần phải bôi thoa serum hay uống cái gì đó, nhưng việc đầu tiên đó chính là hãy bảo vệ da, bởi vì tia UV hay là chính xác hơn là tia UVB đó chính là tác nhân khiến làn da của bạn có thể bị đen sạm hơn, có thể bị cháy nắng bỏng rát nhiều hơn. Có rất là nhiều bạn vẫn bôi thoa kem chống nắng nhưng mà chúng ta lại không có bôi đúng. Thứ nhất, bạn bôi kem chống nắng không đủ lượng. Thì khi chúng ta bôi kem chống nắng bằng một nửa cái lượng khuyến cáo thì các chỉ số trên bao bì kem chống nắng sẽ giảm đi khoảng tầm 8 lần. Điều thứ hai đó chính là cái lượng bôi này, chúng ta sẽ cần phải bôi khoảng tầm 2 đốt ngón tay trên một lần. Và điều thứ ba quan trọng hơn, chúng ta sẽ cần phải bôi thoa lại kem chống nắng, bởi vì trong hoạt động hàng ngày của các bạn thì chúng ta sẽ bị chảy mồ hôi này, sẽ bị va quẹt này, hay đeo khẩu trang này, làm mất đi cái lượng kem chống nắng. Và lý do khiến da các bạn bị loang lổ không đều màu đó chính là cái chỗ mà có kem chống nắng này sẽ còn lại sẽ được bảo vệ, những chỗ còn lại sẽ không được bảo vệ. Vì thế học cách bôi thoa kem chống nắng sẽ giúp da của bạn được bảo vệ, nó sẽ đều màu hơn và tránh bị đen sạm đi. Bước thứ hai đó chính là bạn hãy học cách loại bỏ sắc tố ở trên bề mặt da. Điều đầu tiên này, khi mà trên làn da của bạn có rất là nhiều các tế bào già cỗi, và tế bào già cỗi đó không được đào thải ra bên ngoài, chúng cũng sẽ khiến da của bạn trông xỉn máu hơn, sần sùi hơn. Điều thứ hai là có rất là nhiều những sắc tố nó chỉ nằm ở nông trên bề mặt da thôi. Ví dụ bạn gặp tình trạng là bị thâm mụn này, hay bạn gặp tình trạng là nám ở nông bề mặt da, hay đơn giản bạn gặp tình trạng tàn nhang, thì đây đều là những cái rối loạn sắc tố ở nông trên bề mặt da. Vậy chúng ta làm cách nào đó để loại bỏ và lấy đi sắc tố ở nông này thì chúng ta sẽ có một cái làn da sáng mịn hơn. Chúng ta có hai cách để có thể loại bỏ sắc tố ở trên bề mặt da. Cách đầu tiên đó chính là tẩy tế bào chết, và cách thứ hai nâng cao hơn đó chính là peel da. Tuy nhiên peel da này chúng ta chỉ nên dùng cho bạn nào có tình trạng da khỏe thôi nhé. Còn tẩy tế bào chết có thể là dạng vật lý như là từ thiên nhiên này, bột yến mạch này, bã cà phê này, hay đường đen này, hay là chúng ta có thể mua những dạng vật lý là dạng gel, dạng kỳ đó. Hoặc là nâng cao hơn, hiệu quả hơn, chúng ta có dạng hóa học là AHA hoặc là BHA. Đây cũng chính là lý do tại sao có một số bạn mà các bạn đắp mặt nạ sữa chua không đường thì thấy rằng là sau khi đắp xong thì da sáng hơn, bởi vì trong cái thành phần của sữa chua sẽ có AHA, đó chính là tẩy tế bào chết. Hay một số bạn có thể dùng chanh để đắp trên da ấy, hay là trà sát trên da cũng thấy rằng là sáng hơn, đây là lý do tương tự. Nhưng mà tuy vậy thì an toàn nhất và hiệu quả nhất hãy dùng AHA hoặc là BHA nha. Bạn nào vẫn còn chưa biết cách dùng hai cái sản phẩm này, các bạn có thể comment vấn đề về da ở phía dưới để Hương có thể hướng dẫn các bạn được kỹ hơn. Rồi đến bước thứ ba mới là bước chúng ta nên bôi gì để có thể làm sáng da. Các bạn biết rằng là cái lý do khiến làn da của chúng ta bị tối màu, bị sạm da, bị nám da, bị tàn nhang đó chính là do một cái tế bào mẹ là tế bào melanocyte sản sinh ra sắc tố. Ở đây sẽ có hai khâu chúng ta có thể ngăn chặn cái quá trình mà khiến da chúng ta bị xỉn màu hơn. Thứ nhất là tế bào mẹ đó, làm thế nào chúng ta ngăn cái sự sản sinh, tránh tế bào mẹ sản sinh ra quá nhiều sắc tố. Còn bước thứ hai đó chính là làm thế nào đó để tế bào mẹ không vận chuyển sắc tố lên trên bề mặt da. Vậy thì theo các nhà khoa học đã nghiên cứu ra, có khá là nhiều hạt chất này. Thứ nhất là chúng rất là dễ dùng, an toàn, có thể dùng được lâu dài, nhưng lại có thể ức chế hai cái khâu ở phía trên. Đầu tiên là ức chế cái khâu gọi là sản sinh ra cái sắc tố, thì chúng ta có thể ưu tiên là arbutin này, axit kojic này, hoặc là hydroquinone. Nhưng với thành phần là hydroquinone chúng ta cần phải sử dụng có hướng dẫn của chuyên gia hoặc là bác sĩ da liễu. Còn trường hợp thứ hai đó chính là ức chế quá trình vận chuyển cái sắc tố lên trên bề mặt da, chúng ta có thể dùng nhờ như là niacinamide hay là retinol. Đặc biệt là với thành phần niacinamide, Hương đã chia sẻ khá nhiều các cái video phía trước, đây là một hoạt chất nó rất là hiệu quả trong việc là trị tàn nhang, bởi vì tàn nhang nó chỉ là rối loạn khâu vận chuyển sắc tố lên trên bề mặt da thôi. Và bước cuối cùng đó chính là bước chúng ta sử dụng các sản phẩm đường uống. Thực tế nếu bạn nào đó chúng ta đã trải qua 3 bước ở phía trên rồi thì Hương đảm bảo rằng làn da các bạn đã trắng sáng hơn rất là nhiều rồi. Nhưng nếu chúng ta có thêm điều kiện, có thêm tài chính, có thể bổ sung thêm bước thứ tư này, đó chính là bổ sung thêm đường uống để hỗ trợ chúng ta. Bởi vì các cụ đã có câu là trong uống ngoài thoa thì hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều. Vậy thì ở đây chúng ta nên uống gì thì có một cái combo. Thứ nhất này là an toàn.
có thể sử dụng lâu dài, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ hai là chi phí khá tiết kiệm, Hương đã chia sẻ khá nhiều các video phía trước. Đó chính là thành phần vitamin C kết hợp với thành phần là L-citrulline. Thành phần vitamin C này sẽ tăng sức đề kháng cho cả sức khỏe của chúng ta và cho cả làn da của bạn. Hơn thế nữa là hỗ trợ chúng ta là chống lại gốc tự do. Ngoài ra thì vitamin C còn hỗ trợ làm đều màu da. Và chúng ta sẽ nên bổ sung vitamin C khoảng tầm 500mg một ngày. Còn đối với thành phần L-citrulline thì đây là một cái thành phần là hỗ trợ làn da của chúng ta sáng hơn. Ở ngoài ra ấy, thì cái L-citrulline này còn hỗ trợ cả tóc và cả móng của chúng ta tốt hơn nữa. Đối với L-citrulline này, bạn nên sử dụng tối thiểu là khoảng tầm 1000mg trên một ngày. Và đối với hai thành phần này, để đạt hiệu quả này thì tối thiểu chúng ta cần phải dùng một lộ trình đâu đó là khoảng tầm 3 tháng thì thấy có hiệu quả trên làn da. Và nếu làn da của bạn mà bị tối màu hay đen sạm nhiều hơn thì chúng ta có thể duy trì khoảng tầm 2 đến 3 lộ trình để thấy có sự hiệu quả trên da. Và trên đây chính là chia sẻ của Hương về 4 bước giúp bạn có thể làm trắng da tại nhà. Vậy bạn hãy kiểm tra lại xem bạn còn đang thiếu bước nào. Và trong quá trình skincare gặp bất kỳ điều gì khó khăn, hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.